Mời bạn Hiếu. Kim Mã. Chính xác, đó là Kim Mã. Xin mời bạn. Năm giây dành cho bạn. Tạm thời em không có câu trả lời ạ. Đúng rồi, toàn giày mới tất thế kia thì chịu. Miếng ghép thứ hai. Mời bạn Hiếu. Đi nước đại. Đi nước đại, chưa chính xác. Mời bạn Hiếu. Nước đại. Gần đúng rồi. Gần đúng rồi. Đừng phức tạp. Đừng phức tạp. Đơn giản thôi. Mời bạn Hiếu. Nước lớn. Nước lớn, đáp án chính xác. Có nhiều cách hiểu. Nước lớn có thể là một quốc gia nào đó lớn. Mời bạn. Mở chi tiết. Năm, bốn, ba, hai. Chọn mặt gửi vàng. Chọn mặt gửi vàng. Đáp án chính xác. Tôi đã ghi rồi, bởi vì là còn rất nhiều những hình mà tôi đang muốn chơi với các bạn nữa. Rất tiếc cho chương trình, bởi vì chương trình tôi tin rằng đến giờ phút này thì quý vị khán giả cũng đang muốn tiếp tục theo dõi chương trình, bởi vì có nhiều người đã chuẩn bị kỹ càng rồi để xem chương trình mà vèo vắt hết. Kiểu như mình đang xem thi đấu quyền Anh. Mua vé rất là đắt, nó vào cuối cùng bùm hạ nút out trong vòng 18 giây. Tiếc quá, xin lỗi mọi người nhé. Hiếu nói thật lòng mình đi. Dạ. Nói thật lòng mình đi. Nói dạ. Em tiếc quá, em xin lỗi mọi người. Bạn Huyền thấy thế nào? Em thấy ngậm ngùi quá. Thực ra là đúng, giá như mà còn chơi nữa thì cái sự căng thẳng nó sẽ lên. Chúng ta còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 5, 3, 5, 3 triệu rưỡi thôi chị. Đấy, 3 triệu rưỡi nữa cơ mà, có phải đùa đâu. Tiếc quá à. Hay là bạn tiếc thật không để chúng tôi chơi lại? Nhưng mà ai ngờ em đoán đúng rồi, thôi phải chịu vậy ạ. Phải chịu thôi, tiếc đó. Nhưng mà chịu hả? Quý vị có tin được bạn Hiếu không? Những ai tin giơ tay. Những ai không tin giơ tay. Đấy, hầu hết là không tin bạn Hiếu đang tiếc. Nói thế thôi, chúng ta cũng chúc mừng cho bạn Hiếu với tài năng và sự thông minh của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng đừng quên dành cho bạn Huyền một tràng vỗ tay. Bạn Huyền vốn là một tay ghê gớm, bạn ấy rất thông minh. Nhưng mà thực sự là không gặp may trong hai câu đầu tiên này. Chứ nếu chơi tiếp thì chưa biết là mèo nào cắn miểu nào đâu. Lại một tràng vỗ tay cho bạn Huyền. Trong tiếng vỗ tay giòn giã này, chúng tôi mời bạn Hiếu nhận thêm 3 triệu đồng tiền thưởng. Bạn Huyền thân mến, chúng ta phải chia tay nhau rồi. Bạn sẽ ra về với số tiền mà bạn có cộng với quà của chương trình. Đây là quà của chương trình. Em cảm ơn ạ. Tôi có rất nhiều điểm phải cảm ơn bạn. Thứ nhất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Dạ vâng. Thứ hai là cảm ơn bạn đã mang quà đến tặng cho chúng tôi. Vâng ạ. Xin chào tạm biệt bạn. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và xinh đẹp. Em cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, rất nhanh. Miếng ghép thứ 10 đã được mở ra ngay từ miếng ghép nhỏ thứ 2. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ bước vào vòng 4, vòng siêu tốc. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 4 của đuổi hình bắt chữ. Đó là phần siêu tốc. Vâng. Bạn sẵn sàng chưa bạn Hiếu? Dạ, sẵn sàng ạ. Vâng. Đích đến của bạn là? Là trả lời được câu số 15. Câu số 15? Dạ. Câu 11 cũng rất quan trọng. Dạ vâng. Tôi sẽ nói kỹ luật cho bạn. Dạ. Đỡ mất thời gian và để cho tinh thần của bạn tiếp tục. Nào, chúng ta có 15 miếng ghép được đánh số từ 1 đến 15. Xếp theo dạng hình tháp gồm 5 tầng. 1, 2, 3, 4, 5 đến 15. Bạn muốn lên tầng 2 phải trả lời được một câu ở tầng 1 và cứ như thế lên tầng trên. Chúng ta cùng xem số điểm tương ứng với mỗi tầng. Tầng 1 sẽ là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 30 triệu đồng. Nếu được 30 triệu thì bạn mời cả khoa nhá. Làm một bữa bệnh nhân nào mà nặng nhưng mà tỉnh rồi cũng mời. Ừ, cho nó tỉnh cả. Ô số 11.
Đây là một món quà đặc biệt của chương trình. Một phần quà đến từ công ty du lịch Vietjet Tour trị giá 43.900.000 đồng sẽ dành tặng cho Wow, hai bạn này. Theo hành trình 5 ngày khám phá Maldives, bạn sẽ được thư giãn tại bungalow 5 sao hòa hợp thiên nhiên, trải nghiệm các hoạt động trên biển hấp dẫn như lặn biển ngắm san hô, nhảy dù bay, chèo thuyền kayak, ngắm cá heo hay tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân bản địa. Ghé thăm thủ đô Mer xinh đẹp, bạn sẽ còn ấn tượng trước kiến trúc độc đáo của thánh đường Hồi giáo Islamic Center với sức chứa khoảng 5.000 tín đồ, bảo tàng quốc gia, công viên Central Park hay mua sắm thỏa thích tại chợ cá. Vietjet Tour chúc bạn giành được kỳ nghỉ tuyệt vời này. Ước gì tôi được làm người chơi. Mà tay tôi lại cầm kịch bản thế này thì chắc chắn Maldives thuộc về tôi rồi. Và nếu bạn là chiến thắng cả O11, cả O15 thì bạn biết rồi đấy, giải thưởng rất cao, gần 100 triệu. Vâng. Cố gắng lên, tất cả là của bạn. Nếu bạn chứng minh bạn xứng đáng được nhận nó. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Ô số 1. Một khái niệm. Đất tạ. Chưa chính xác. Ô số 2. Ô số 2. Tôi đang định gợi ý cho bạn. Đường cát. Gì ạ? Đường cát. Đường cát, đáp án chính xác. Ô số 7. Ô số 7, xin mời bạn. Gì đây? Màu trăng đáy bể. Chưa chính xác, gần màu đúng trăng rồi. Màu trăng đáy nước. Chính xác, màu trăng đáy nước. Ô số 11. Ô số 11. Đây là gì? Thiên học. Chưa chính xác. Nào, 43 triệu của bạn. 43 thiên học, thiên không phải. Thiên đàn. Thiên bạn phố. Nhìn nhá. À. Tôi bị cuống theo và tôi cũng không thể gợi ý được cho bạn, nhưng mà em nghĩ câu này nó dễ. Câu này dễ đấy. Mà chính bạn cũng bị run mà tôi cũng bị run theo cơ. Thực ra bạn hoàn toàn có khả năng nhá, bạn thêm một chút nữa thôi, bình tĩnh một chút nữa thôi, bạn còn chinh phục được ô số 15 cơ, bởi vì bạn rất là thông minh. Tôi cho bạn xem thôi nhá. Vâng. Mà bạn đừng nói ra nhá, bởi vì nó rất dễ. Dạ. Chắc là hai từ thôi ạ. À rồi, ok. Dễ không? Vâng. Quá dễ đúng không? Nếu chúng ta lắp ghép các dữ kiện của hình vào. Vâng. Một tràng vỗ tay cho bạn Hiếu, thưa quý vị. Tiếp là tiếp. Cùng xem bạn ấy giành được bao nhiêu tiền thưởng. 7.500.000 đồng. Tiếc thật. Dạ. Maldives tôi chưa đi bao giờ. Tôi nhìn thấy cảnh rất là đẹp mà tôi tiếc thay cho bạn. Thật tiếc. Dạ. Nhưng mà bạn cũng đã có được 7.500.000 đồng rồi. Xin mời bạn nhận quà và nhận tiền thưởng của chương trình.